Chào mừng các bạn đến với Let's Talk, chương trình talk show hướng nghiệp trường Đại học Văn Lang dành tặng thế hệ Gen Z. Chúng ta đã đồng hành cùng nhau tròn 10 số phát sóng, chủ nhật mỗi tuần thêm thú vị với những câu chuyện ngành nghề chia sẻ từ người trong cuộc. Văn Lang hy vọng Let's Talk đã mang lại những góc nhìn thiết thực cho các bạn trẻ đang băn khoăn trong câu chuyện chọn ngành, chọn nghề. Ở số thứ 10 hứa hẹn rất thú vị, Let's Talk chào đón hai khách mời dễ thương, đam mê công việc sáng tạo nội dung. Bạn Nguyễn Thành Đạt, lớp 12A14, Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân. Bạn Hoàng Bá Nhật, sinh viên khóa 27, ngành quan hệ công chúng. Đối với em thì công việc viết lách đó chính là nó là sở thích từ nhỏ, tại vì em đã có niềm đam mê với văn học cũng như nghệ thuật. Cho nên là càng ngày càng học về văn học từ lớp 1 đến lớp 12 thì em cảm giác là đây nó dần dần trở thành một sở thích mà gọi là đi theo suốt em. Và trong tương lai thì vị trí công việc mà em hướng tới đó chính là trở thành một chuyên viên PR. Em thích công việc viết lách bởi vì đây là một công việc rất là thú vị và nó giúp em thể hiện được những cảm xúc của mình lên trên trang viết. Và công việc tương lai mà em muốn làm đó chính là biên tập viên sách. Em nghĩ khi mà mình đã có một cái nền tảng cơ bản về văn học thì mình sẽ có thể dễ dàng diễn tả cũng như là viết ra những bài viết truyền thông hay là viết ra nhiều điều hơn nữa mà nằm trong chuyên ngành của mình, thì em thấy văn học là một yếu tố cơ bản mà em cần có. Dạ, theo em thì đam mê đối với ngành văn học sẽ rất có ích trong công việc sắp tới của em, bởi vì nó giúp cho em có thêm được nhiều kiến thức về xã hội, về ngôn từ. Và đây chính là điều kiện thuận lợi, là yếu tố quan trọng để cho em tiến xa hơn trong công việc của mình. Với chủ đề học văn theo cách Gen Z muốn, Talk Show kỳ này hứa hẹn bổ ích không chỉ với các bạn học sinh đam mê ngành văn học và công việc content, mà còn thiết thực với tất cả cộng đồng Gen Z. Cùng sự dẫn dắt của MC Mỹ Phượng, sinh viên ngành văn học ứng dụng, trong không gian chiều chủ nhật lãng mạn tại trường Đại học Văn Lang, chương trình hôm nay hứa hẹn sẽ đậm chất văn học và rất đáng yêu. Now, let's talk! Chào mừng các bạn đang đến với số thứ 10 của series hướng nghiệp mới toanh tại trường Đại học Văn Lang mang tên Let's Talk. Đúng như tên gọi, đây là talk show đối thoại giữa các bạn học sinh trung học phổ thông đang băn khoăn chọn ngành, chọn trường đại học và các thầy cô, anh chị nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực. Mong rằng là Let's Talk sẽ mang đến nhiều thông tin bổ ích, thiết thực cho các bạn học sinh, cũng như đúng với chủ đề của nó, đó là đối thoại để hiểu mình và chọn ngành. Và Let's Talk số thứ 10 hướng đến ngành học mà Mỹ Phượng cảm thấy rất tự hào bởi vì mình đang theo học, đó chính là ngành văn học ứng dụng, khai thác một chủ đề rất thú vị, đó là học văn theo cách Gen Z muốn. Cùng chào đón ban tư vấn của Let's Talk, Thạc sĩ Đào Thị Diễm Trang, giảng viên ngành văn học ứng dụng, khoa xã hội và nhân văn, thành viên ban cố vấn tạp chí Sinh viên Văn Lang, TikToker hơn 100.000 followers. Thạc sĩ Lê Thị Gấm, phó trưởng bộ môn văn học ứng dụng, tốt nghiệp chương trình cử nhân tài năng ngành văn học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đã xuất bản nhiều bài nghiên cứu về văn học Việt Nam, lý luận văn học ứng dụng, là tác giả quen thuộc trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Anh Nguyễn Trung Nghĩa, trợ lý tuyển sinh và truyền thông Viện Sau Đại học Trường Đại học Văn Lang, cựu sinh viên khóa 1 ngành văn học ứng dụng, cựu chủ nhiệm câu lạc bộ văn học. Xin chào cô Gấm, cô Trang và anh Nghĩa, những thành viên thân thiết trong gia đình văn học ứng dụng của Văn Lang. Xin cảm ơn ban tư vấn đã có mặt tại Let's Talk để gỡ rối tơ lòng cho các bạn trẻ đang băn khoăn về cách học văn, trong đó có nhiều bạn thích ngành văn học ứng dụng. Với chủ đề học văn theo cách Gen Z muốn thì không biết là ban tư vấn có ấn tượng gì với tên này không ạ? Cảm ơn MC Mỹ Phượng. Khi mình nghe tên của chương trình thì mình nghĩ ngay tới là cái việc đổi mới các cái phương pháp giảng dạy và làm sao cho các bạn học sinh có thể sử dụng văn học trong cái thời đại của các bạn, tức là khoảng vài năm nữa, chắc là 4 năm sau các bạn ra trường thì sẽ làm như thế nào và nhiều năm sau các bạn tốt nghiệp nữa. Dạ, còn theo cô Trang thì sao ạ? Tôi nghĩ rằng là cái tên chương trình này đã gợi ra ngay lập tức một cái hướng học mới hiện đại và nó sẽ bắt kịp các xu hướng hiện nay. Đặc biệt là về cái lĩnh vực truyền thông đa phương tiện. Cảm ơn cô. Và một người trong ban cố vấn nữa là một người anh mới ra trường, anh Nghĩa. Anh ơi, theo anh thì như thế nào? Anh ấn tượng như thế nào ạ? Sau khi nghe cái tên chương trình thì anh nghĩ là nó là một cái gì đó, nó sẽ mang tính xu hướng, tính thời đại và
đối với việc mà các bạn học văn không phải học theo cách của thầy cô dạy nữa, nó sẽ học theo cách chúng ta chủ động, các bạn muốn văn học nó trở nên như thế nào thì các bạn sẽ làm nó trở nên như thế và biến cho văn học nó trở nên sinh động và sống động hơn. Dạ, xin chào, cảm ơn anh. Và xin cảm ơn những chia sẻ của cô, hai cô và của anh Nghĩa. Hôm nay chính chúng ta sẽ là những người trực tiếp tư vấn cho hai bạn khách mời ngày hôm nay, đó là bạn Thành Đạt và bạn Hoàng Nhật cùng có một tình yêu đối với văn học. Nên là Mỹ Phượng hy vọng là cuộc trò chuyện này sẽ thực sự cởi mở. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Let's talk. Đầu chương trình thì Mỹ Phượng mang đến một trò chơi cho các khách mời của Let's Talk ngày hôm nay. Ai thích văn học thì chắc chắn sẽ có khả năng liên tưởng và sáng tạo nội dung khá tốt. Thử thách của chúng ta mang tên là kết nối. Mỗi khách mời sẽ đặt một câu đầy đủ ngữ nghĩa. Từ cuối của câu này sẽ là từ mở đầu của câu tiếp theo. Và điều thử thách nhất là các câu đặt ra phải có sự liên kết nội dung với nhau để tạo thành một câu chuyện nói thông với cái thể loại content mà nó không có nghĩa nhé. Và sau 10 giây nếu như chưa sáng tạo được nội dung đúng yêu cầu, khách mời sẽ bị loại khỏi đội ngũ biên kịch của câu chuyện. Các khách mời đã rõ được luật chơi chưa ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách nhé. Và đầu tiên thì xin được mời anh Nghĩa. Đêm nay trời lộng gió, gió đưa cành trúc ra đà. Đà này mình phải nói chuyện văn học. Học văn thật vui, vui được nói chuyện với mọi người. Người khoa văn thật đẹp, đẹp người đẹp nét. Nét na phẩm hạnh thì khỏi phải bàn. Bàn về kỳ thi sắp tới. Tới đây em cũng không biết nói gì. Vậy thì mình cũng phải ăn tối đã. Đã đi thì phải đến. Đến đây thì ở lại đây. Đây là trường Văn Lang. Lang thang một hồi cũng về lại trường. Trường Văn Lang là nhà. Nhà tôi ở đây. Đây là nhà tôi. Tôi yêu thích môn văn rất nhiều. Nhiều khi tôi cũng thích học văn. Văn hóa dân tộc An Nam. Văn hóa dân tộc An Nam đã là câu đâu, cái này mình nguyên tắc mình là câu mà. Anh còn 10 giây. Hồi hộp. Hồi sự hồi hộp này cản trở quá. Văn chương là cuộc đời tôi. Dạ, chữ tôi. Tôi yêu công việc của tôi. Tôi cũng yêu nghệ thuật. Rồi, xin mời em, chữ thuật nha. Thuật là của người khác, là sở thích của tôi. Tôi quá mệt mỏi với trò chơi này rồi. Rồi thì chúng ta cũng sẽ phải kết thúc trò chơi. 10. Chơi thật vui nhé. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh. Cô Trang luôn làm luôn hẳn một bài hát. Anh ơi, khi nào mình xong trò chơi này đây? Đây nè, em hỏi chị MC đi. Đi tới đi lui thì chúng ta đều gặp nhau trong cuộc nói chuyện này. 9 8. Chắc là mình phải bỏ cuộc thôi. Thôi cô gắng xin được bỏ cuộc rồi. Cô Trang, giờ tới lượt cô Trang. Này em, 10. Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với em. Rồi quay lại chữ em. Em rất 7. Yêu cuộc sống này. 10. Này em hơi làm khó tôi rồi đấy nhá. Chữ nhá với anh Nghĩa nha. 10 9 8. Một người nữa mình được bỏ cuộc. Đó chính là anh Nghĩa. Rồi quay lại cô ơi, mời cô. Nhá hàng cho các bạn một chút nha. Trường Văn Lang có rất nhiều ngành nghề thú vị. Chữ vị nha. Cố lên em ơi. 5 4. Vị giác của 3. Tôi rất nhạy bén. Bén, cố lên. 10. Bén như da cũng không thể cứa tay tôi đau. Đau một lần rồi thôi. Thôi 8. Tôi muốn kết thúc trò chơi này. 9 8 7 Thôi em xin thua. Chỉ còn lại hai người thôi. Hai ứng viên sáng giá như ngày hôm nay, đó chính là cô Trang và bạn Đạt. Này là cỏ non rất mềm. Này là mùa xuân rất hiền. Thì đây là bản chất của tôi. Tôi nghĩ là trò chơi kết thúc ở đây được rồi. Rồi tôi muốn biết khi nào trò chơi này mới xong. Xong chương trình này thì chúng ta đi ăn ở đâu? Đâu đó 4. Tôi vẫn yêu 3. Những con người đẹp người 2. Ở đây. Đây là một trò chơi quá dài dòng. Dòng 10. Thời gian cứ đưa đẩy chúng ta 9. Tiếp tục trò chơi.
Chơi chán trò chơi này rồi, chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Vậy là các em ơi, cố lên. 4. Rồi cuối cùng là cô Trang là đạt giải quán quân ngày hôm nay. Và sau thử thách vừa rồi, trong trò chơi vừa rồi thì không biết là ban cố vấn có nhận xét như thế nào về khả năng sáng tạo nội dung của hai bạn không ạ? Hồi nãy tham gia trò chơi thì mình thấy là hai bạn rất là nhanh trí và ứng biến cũng rất là nhanh nữa. Đặc biệt là những cái câu trả lời của bạn bạn Đạt ấy, thì bạn ấy rất là nỗ lực ha, bạn rất là nỗ lực để mà trả lời, và những cái câu trả lời của bạn đều rất là hợp lý. Và qua cái phần trả lời của hai em ấy thì cô nghĩ rằng là cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là nói về việc học văn của một cái thế hệ trẻ, và bây giờ thì cô cảm thấy rất là tự tin, thậm chí là có thể là rất là tự hào về thế hệ trẻ tương lai. Còn cô Trang ơi, cô cảm thấy như thế nào? Thì cũng như cô Gắm nói á, thì cô cảm thấy là hai bạn mặc dù là tình huống khá là bất ngờ nhưng mà các bạn phản ứng nhanh và cái vốn từ vựng cũng rất là phong phú. Cho nên cô nghĩ là nếu như các bạn có duyên vào học ngành văn học ứng dụng của trường Đại học Văn Lang thì các bạn sẽ mỗi lúc một chuyên nghiệp hơn và có thể sáng tạo những cái nội dung mà nó chất lượng bài bản hơn và có hệ thống hơn. Cảm ơn cô ạ. Và anh Nghĩa, một cái thế hệ gần với tụi em nhất, thì anh Nghĩa có cảm nhận như thế nào sau cái phần trò chơi của hai bạn? Theo anh thì anh thấy là hai bạn đó rất là nỗ lực để có thể đối đáp lại với thầy cô hay là các anh chị. Và anh nhận thấy là ở thế hệ trẻ các bạn đã vận dụng từ ngữ, vận dụng ngôn ngữ một cách rất là phong phú, rất là tốt hơn thế hệ ngày xưa của tụi anh rất là nhiều. Và qua những nhận xét tích cực vừa rồi chắc chắn là có thêm động lực rất là nhiều cho hai bạn đúng không ạ? Và bây giờ sau khi mình chơi xong trò chơi á, thì hai em rút ra được gì từ những thử thách cũng như là từ những nhận xét bởi ban cố vấn? Và thực sự là các em có thích những cách học văn như thế nào? Các em có thể chia sẻ được không? Xin mời Nhật ạ. Thông qua cái trò chơi này thì em thấy cái sự tầm quan trọng của cái việc mà vận dụng ngôn ngữ linh hoạt trong cuộc sống rất là lớn, và cái trò chơi này cũng khiến cho em nghĩ là mình thấy được cái khả năng nhạy bén trong từ vựng của mình, thì em rất là thích trò chơi này. Còn Đạt thì em nghĩ như thế nào? Dạ, với em thì em nghĩ qua trò chơi này mình còn phải trau dồi thêm vốn ngôn ngữ của mình, vì như anh nói, ngôn ngữ thì rất quan trọng trong cuộc sống. Những cái từ ngữ mà mình biết chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi thôi, trong khi thực chất ở ngoài cuộc sống nó còn rất là nhiều, cho nên em cần phải học hỏi nhiều hơn. Nhưng mà thông thường thì các em thích cái cách học văn như thế nào? Thông thường ở nhà bình thường hay làm thôi? Thông thường thì không biết là các cô hay là anh, thế hệ anh có không, nhưng mà hồi đó em học em rất là thích cái kiểu mà các bài thơ, các bài văn xuôi mà được diễn tả theo nhạc á. Nhiều khi mình học mình đọc thơ mình không có thuộc nhưng mình nghe nhạc á mình thuộc liền, cho nên là em nghĩ là cũng đã đến lúc cần có những cái học ngữ văn mà nó sáng tạo và nó phù hợp với thời đại hơn, thì sẽ kích thích các bạn trẻ thêm yêu mến văn học và dễ dàng học văn hơn ạ. Đỡ chán rồi đúng không? Đúng rồi, đỡ chán. Còn theo Đạt thì sao em? Dạ, còn với em thì có vẻ hơi truyền thống so với anh Nhật một xíu, là em thích giáo viên đặt ra câu hỏi cho mình, sau đó để mình tư duy, sau đó mình viết lại vô, mình note vô một tờ giấy hay là note vô cuốn sách giáo khoa luôn, để từ đó mình diễn giả theo cách của mình hiểu á, thì từ đó mình sẽ nhớ bài sâu hơn. Cảm ơn em. Hai em có hai cách học khác nhau, tuy nhiên thì cách nào cũng hay, và quan trọng là cái mình tiếp nhận được gì đúng không ạ? Qua lời chia sẻ của hai bạn thì dưới góc độ giảng dạy thì không biết là cô Trang cảm thấy là phương pháp học văn như thế nào là hiệu quả ạ? Như chúng ta cũng biết là cái môn văn là môn được đưa vào giảng dạy rất là lâu đời và có mặt trong khoa cử Việt Nam truyền thống lẫn hiện đại. Theo thời gian thì cách học văn nó cũng sẽ khác để phù hợp với từng thế hệ và từng thời đại. Thì tôi nghĩ rằng là trong thời đại hôm nay, cái điểm mạnh của các bạn á, là tiếp cận được với Internet, với truyền thông đa phương tiện. Và điểm yếu là các bạn ít đọc sách giấy, sách truyền thống. Tôi nghĩ là ngoài những phương pháp học truyền thống thì các bạn cũng có thể kết hợp một số phương pháp đọc văn, học văn hiện đại hơn. Ví dụ như là các bạn có thể tạo ra những cái sản phẩm văn học nhỏ, hoặc là các bạn có thể sử dụng các máy đọc sách để có thể giảm nhẹ được cái số lượng sách vở mà các bạn mang theo. Hoặc là các bạn cũng có thể tham gia tạo ra những cái chương trình học văn làm sao cho nó đỡ nhàm chán. Ví dụ như trò chơi vừa rồi, nhưng mà dĩ nhiên chúng ta sẽ bài bản hơn, hệ thống hơn.
Dạ, xin được cảm ơn những cái chia sẻ vô cùng bổ ích từ cô Trang. Và qua đó thì chắc chắn là hai bạn cũng sẽ tích lũy cho mình rất là nhiều cách học văn, không những riêng bạn mà tất cả những ai mà quan tâm đến ngành văn học. Các khách mời đã nhắc đến tên ngành văn học ứng dụng, thì theo Đạt và Nhật thì vì sao lại có chữ ứng dụng trong tên ngành văn học? Em thì khi mà thấy trường mình có văn học ứng dụng đó, thì em chia nhỏ ra văn học và ứng dụng. Văn học là những cái mình đã từng học như các phẩm nghệ thuật hay là các cách làm văn này nọ, nhưng mà nó được thêm chữ ứng dụng có nghĩa nó được up level lên, là mình phải sử dụng những gì mình đã biết, mình ứng dụng nó vào tất cả ngành nghề để có thể mình phục vụ cho cuộc sống cũng như là những việc làm của mình. Thì đó là cái suy nghĩ của em. Ồ, suy nghĩ rất là sát luôn đó, cảm ơn em. Còn theo Đạt thì sao? Với em thì văn học là sẽ không chỉ học lại những kiến thức phổ thông mà mình đã học rồi, mà mình sẽ học nâng cao hơn nữa. Còn ứng dụng ở đây là gì? Là mình sẽ áp dụng những tất cả các kiến thức của văn học, những kỹ năng mà mình đã học được trong văn cho có thể hỗ trợ cho các ngành nghề trong tương lai của mình. Cảm ơn phần chia sẻ của em. Và trường Đại học Văn Lang là trường đầu tiên đào tạo ngành văn học ứng dụng và đã có khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp. Và chúng ta có anh Trung Nghĩa là sinh viên khóa 1 của ngành văn học ứng dụng. Thì anh Nghĩa có thể chia sẻ sự khác biệt giữa ngành văn học và ngành văn học ứng dụng được không ạ? Đối với trải nghiệm của anh trong 4 năm học tại trường thì anh cảm thấy là cái việc mình chọn học ngành văn học ứng dụng là một lựa chọn đúng đắn là đầu tiên. Cái thứ hai là cái điểm khác nhau, thì ở đây điểm khác nhiều nhất đó là việc thay vì chúng ta học phân tích từng tác phẩm thì anh được dạy để lấy chọn lọc ra nội dung cốt lõi của tác phẩm hoặc chọn lọc một nhân vật, một hình tượng nào đó, sau đó đem nó áp dụng vào các hoạt động, ví dụ như nghệ thuật, truyền thông, quảng cáo, viết ra những câu chuyện khác cho một nhân vật đó. Cũng là một câu chuyện cổ tích, cũng là một nhân vật cổ tích hoặc là một nhân vật trong tác phẩm văn học mà chúng ta đều biết, nhưng mà nó sẽ được tái hiện lại ở một hình tượng mới hơn, hiện đại hơn và nó dễ đi vào lòng người hơn. Cảm ơn anh ạ. Nó có phần phong phú đa dạng hơn và nó cũng sát thực tế hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Và cũng là một sinh viên của ngành văn học ứng dụng đến năm tư rồi, thì em được biết cô Gấm là người đặt rất là nhiều tâm huyết, tâm tư, tình cảm của mình và cùng xây dựng chương trình của ngành đào tạo của ngành văn học ứng dụng. Thì em xin được mời cô giới thiệu với các bạn học sinh về định hướng đào tạo mà ngành văn học ứng dụng của trường Đại học Văn Lang của mình được không ạ? Xin mời cô ạ. Cảm ơn Mỹ Phượng. Nãy giờ thì mình nghe cô Trang, nghe Nghĩa và nghe các em học sinh chia sẻ về cái phương pháp học tập, thì mình thấy là các bạn học sinh đều có một cái hiểu rất là phù hợp về cái hướng đào tạo của ngành văn học ứng dụng. Thì ở đây chương trình đào tạo ngành văn học ứng dụng của chúng tôi thì lấy một cái nền tảng quan trọng, đó là những cái môn học về kiến thức về ngữ, tức là những cái môn về ngôn ngữ, và nhiều nhất là những cái môn thuộc chuyên ngành văn học, chẳng hạn như là các cái môn về văn học Việt Nam, văn học khu vực, văn học thế giới, hoặc là những cái môn về lý luận văn học, hoặc là triết Mỹ. Đó, và trên cái nền kiến thức về văn học và ngôn ngữ thì các bạn sẽ được dạy những cái môn về kỹ năng, kiến thức và kỹ năng của các cái liên ngành văn học, chẳng hạn như là liên ngành nghệ thuật, điện ảnh, sân khấu, liên ngành truyền thông, báo chí, liên ngành quan hệ công chúng đó. Thì như hồi nãy là cô Trang và Nghĩa và các em học sinh đã chia sẻ đấy, tức là chúng ta hiểu rằng là học văn thì chúng ta có những cái kiến thức về văn học và chúng ta cũng có những cái kỹ năng về văn chương, về viết lách. Thế thì chúng ta sẽ ứng dụng những cái kỹ năng ấy vào trong những cái công việc nào? Thì thực tế một cái người học văn đấy, họ có thể làm được rất nhiều công việc đa dạng mà họ chưa được đào tạo ở trong trường đại học. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi chú trọng đào tạo vào định hướng cho các em những cái kỹ năng mà sau này ra trường các em tập trung vào những cái liên ngành rất là gần với ngành văn học. Thì ở đây các cái chương trình đào tạo của chúng tôi là chú ý làm sao cho các em khai thác được cái năng lực của một cái người học văn. Đấy là các bạn có khả năng lên ý tưởng, các bạn có khả năng viết tốt. Đó, thì với một cái người mà viết tốt này, khả năng lên ý tưởng nhanh, giống như hồi nãy là bạn Đạt đó, bạn ứng biến rất là nhanh, bạn có một cái bạn biết sử dụng những cái ngôn ngữ đó. Thì cái câu hỏi của Mỹ Phượng, tức là một cái người có vốn ngôn ngữ tốt, có khả năng ứng biến tốt thì có liên quan gì tới cái công việc content, lên ý tưởng hay không? Thì chắc chắn là nó giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong việc viết content, lên các ý tưởng sáng tạo, chẳng hạn như là xây dựng câu chuyện thương hiệu này, hay là các cái câu chuyện quảng cáo, marketing vân vân. Đó, thì cái người học văn đó họ có được một cái lợi thế rất là tốt. Thì tất cả những cái người học văn họ đều có một cái năng lực tiềm tàng cũng như là một cái khả năng tư duy rất tốt. Đặc biệt là từ năm 3 trở đi thì các bạn sẽ được trang bị những cái
môn học về kiến thức, những cái môn học trang bị kiến thức, kỹ năng đối với những cái lĩnh vực liên ngành văn học. Và những cái liên ngành gần nhất ở đây đó là liên ngành nghệ thuật, liên ngành truyền thông báo chí và liên ngành quan hệ công chúng. Thì với những cái kiến thức kỹ năng mà các bạn có được trong cái thời gian học ở đây thì ra trường á, các bạn sẽ nhanh chóng thích nghi với cái môi trường làm việc của mình, với các những cái yêu cầu công việc trong cái thời đại công nghệ, đặc biệt là công nghệ số. Và vì vậy cho nên là tôi nghĩ là những cái nhà tuyển dụng sẽ bớt cái thời gian công sức để mà đào tạo một cái người tốt nghiệp ngành văn học ứng dụng. Và có một cái điều mà tôi cũng rất là hứng thú muốn chia sẻ với cô Trang, Nghĩa và các em học sinh cũng như là Mỹ Phượng ở đây, tức là trong năm 2022 ở khóa tuyển sinh mới thì ngành văn học ứng dụng sẽ mở thêm một cái hướng nữa, đấy là hướng đào tạo sư phạm văn. Thì các bạn sẽ không học những cái môn có liên quan đến cái liên ngành truyền thông báo chí hay là quan hệ công chúng, mà chúng tôi sẽ hướng các em vào những cái môn mà để cho các em trang bị những cái kỹ năng về giảng dạy, để các em có thể làm cái công việc như là giảng văn ở các cái cấp như là cấp 2 hoặc là cấp 3 hoặc là ở các cái bậc trung cấp. Xin được cảm ơn những chia sẻ từ cô Gắm ạ. Và qua những thông tin đó thì chúng ta hiểu được chi tiết hơn về ngành văn học ứng dụng, để cho các bạn sinh viên đang theo đuổi ngành hay là có mong muốn là đi theo ngành này, để chúng ta cũng cảm thấy là đa dạng về ngành nghề hơn và có động lực để nỗ lực hơn đối với ngành văn học ứng dụng, đúng không ạ? Và Nhật là sinh viên khóa 27 của ngành quan hệ công chúng, thì theo em ngành PA và ngành văn học ứng dụng có mối liên kết như thế nào? Đối với em thì văn học và PA nó rất là liên quan tới nhau và liên kết. Tại vì như hai cô và anh chia sẻ thì trong văn học nó có liên ngành đến truyền thông, cũng như là em sẽ phải viết các bài truyền thông cũng như lên ý tưởng content và tạo ra những ý tưởng mà bộc phá và sáng tạo. Thì cho nên là em nghĩ là văn học và những cái kỹ năng mà em học mà có thể học được từ môn văn thì nó sẽ rất hỗ trợ luôn cho cái công việc sau này của em. Và em nghĩ là em sẽ phải, hiện tại em không phải là sinh viên của khoa văn, nhưng mà có thể em sẽ nhờ những người bạn của khoa văn có thể chỉ cho em những cái tip cũng như là những cái kỹ năng. Thì đó là em suy nghĩ của em ạ. Em hay tìm đến anh Nghĩa. Anh là listen, là rất sẵn lòng ạ. Cảm ơn em. Và để chi tiết hơn về mối liên hệ giữa ngành VA và ngành văn học thì em xin mời cô Gắm ạ. Ở trong ngành văn học thì chúng tôi có những cái môn để mà giúp cho sinh viên hiểu về cái ngành quan hệ công chúng, và có những cái môn giúp cho các em rèn luyện cái kỹ năng trong cái ngành quan hệ công chúng. Chẳng hạn như là các em có cái kỹ năng viết bài PR và thông cáo báo chí, các em có cái kỹ năng quản trị quan hệ công chúng nội bộ, hoặc là các em có cái kỹ năng về lên ý tưởng, đó là cái môn thể hiện ý tưởng. Thì tôi nghĩ rằng là cái công việc của một cái người làm PR đó thì nó rất là đa dạng. Đó, nhưng mà tôi cũng từng dạy khoa quan hệ công chúng nhiều năm và làm việc ở khoa quan hệ công chúng trong một thời gian khá là dài, thì nhận thấy rằng là các em quan hệ công chúng thì rất là năng động. Nhưng mà có một cái điểm mà các em cần phải tăng cường hơn nữa, trau dồi hơn nữa, đấy là cái kỹ năng viết của các em, rồi cái kỹ năng khai thác ý tưởng. Các em cũng có nhiều ý tưởng đấy, nhưng mà mình cái ý tưởng đó nó là một cái gì đấy mà mình phải làm mới, mình phải tiếp cận nhiều thứ nữa. Thì ở trong văn học đó nó là một cái kho rất là lớn để mang lại cho chúng ta một cái nguồn nội lực dồi dào, và mình có thể tìm được những cái ý tưởng thú vị ở trong văn học. Thì các em ngành quan hệ công chúng có thể gia tăng thêm, học thêm những cái môn về văn chương hoặc kỹ năng viết. Còn ở ngành văn học đó thì chúng tôi chú trọng giúp cho các em đẩy mạnh cái khả năng của các em, cái thế mạnh của cái người học văn, đấy là cái kỹ năng viết. Thực tế thì chúng tôi vẫn thường xuyên mời các anh chị làm ở các doanh nghiệp về ở cái mảng là thể hiện ý tưởng, hoặc là xây dựng câu chuyện thương hiệu, hoặc là các anh chị đang phụ trách các cái mảng về content, các anh chị đến để cùng hỗ trợ các cái cùng tham gia các cái hoạt động giảng dạy cho các em ngành văn. Và ngược lại thì ngành quan hệ công chúng cũng mời các thầy cô của ngành văn sang dạy một số môn giúp cho các em rèn luyện kỹ năng viết và các cái kỹ năng, các cái kiến thức như là văn hóa và văn học. Thế thì ở đây cho chúng ta thấy rằng là cái ngành quan hệ công chúng và ngành văn học đấy, nó có một cái mối quan hệ khá là mật thiết với nhau, có thể bổ trợ qua lại cho nhau. Và các em ngành văn học hiện nay thì đang đi thực tập hoặc là đang làm việc ở trong các cái doanh nghiệp cũng tham gia vào cái bộ phận quan hệ công chúng, tất nhiên là ở những cái vị trí công việc thuộc về thế mạnh của các em và kết hợp cùng với các cái bạn mà học từ ngành quan hệ công chúng ra. Dạ, chứ em xin hỏi hai cô và anh Nghĩa là định hướng của em sắp tới là em muốn làm nghề biên tập viên sách. Vậy thì ngành văn học ứng dụng có thể giúp gì cho công việc tương lai của em? Với câu hỏi này em xin được mời cô Trang giải đáp cho bạn ạ.
Công việc biên tập sách á, thì nó đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng. Ngoài cái vốn liếng về ngôn ngữ thì em còn phải có những cái hiểu biết liên ngành. Tại vì biên tập sách không chỉ là bắt lỗi chính tả hay là sửa lại ngữ pháp, cấu trúc của câu, mà biên tập sách thực sự là cái công việc nó đòi hỏi cả một cái quá trình rèn luyện. Và ở đối với ngành văn học ứng dụng á, thì em sẽ được học một số cái kỹ năng và một số cái môn học nó liên quan đến ngôn ngữ học ứng dụng. Và một số cái môn học nó liên quan đến gọi là văn học sử. Tại vì khi mà em có kiến thức về văn học sử cũng như là lý luận văn học á, thì cái việc mà em biên tập sách á, nó cũng sẽ dễ dàng hơn và nó có hệ thống hơn. Ngoài ra những cái môn học liên ngành á, cũng sẽ giúp em mở rộng thêm một số cái kiến thức liên ngành. Và từ đó em sẽ tự tin hơn, ví dụ như về các mảng triết học, nè, lịch sử, xã hội học, sinh thái học, v.v. Và hiện nay thì theo cô biết là thị trường sách á, người ta rất là quan tâm tới những cái chủ đề về môi trường, sinh thái, chính trị, kinh tế. Và ở đây là còn có cả những cái sách mà nó về gọi là dạy người ta một số cái kỹ năng hiện đại. Đấy, thì cô nghĩ rằng là những cái môn chuyên ngành hoặc là những môn liên ngành của ngành văn học ứng dụng sẽ giúp đỡ em rất nhiều trong cái việc là mở rộng kiến thức và cũng như là có kiến thức nền tảng. Từ đó em có thể tự tin hơn trong cái việc biên tập. Dạ, cảm ơn cô. Xin được cảm ơn cô. Không biết là những giải đáp vừa rồi đã đáp ứng được những thắc mắc của em chưa, Đạt ơi? Dạ, còn bạn Nhật, Nhật ơi, em có câu hỏi nào về ngành không em? Dạ, em muốn hỏi hai cô là liệu thì bên cái chương trình học của mình á, có cái bộ môn nào hay là cái, nó có thể ứng dụng qua bên ngành quan hệ công chúng để mà em có thể tham khảo? Cảm ơn bạn Nhật. Chúng ta đang học ngành quan hệ công chúng thì các em có thể dự tính, nếu các em có điều kiện, các em có thể dự tính cái môn thể hiện ý tưởng. Thực ra thì ở bên ngành quan hệ công chúng như cô biết á, thì cũng có cái môn là môn thể hiện ý tưởng đấy. Nhưng mà tất nhiên là môn thể hiện ý tưởng mà dạy cho sinh viên ngành văn học á, thì nó sẽ phù hợp với chuyên ngành của các bạn hơn. Thì môn này sẽ làm sao giúp cho các em mà khai thác các cái ý tưởng từ trong những cái tác phẩm văn học, hoặc là khai thác những cái câu chữ thú vị ở trong văn học để mà gắn với cái công việc như là sáng tạo nội dung này, lên câu chuyện thương hiệu hoặc là câu chuyện quảng cáo ở trong cái lĩnh vực quan hệ công chúng của chúng ta. Cô nhớ là có một năm, hình như là năm của bạn Nghĩa đúng không nhỉ? Năm đấy là năm học phần thay thế tốt nghiệp, và cô có mời một chị là chị Mỹ Hồng của ngành quan hệ công chúng. Chị là chuyên viên sáng tạo nội dung, và lúc đấy thì chị Hồng đang làm cho GrabFood. Chị Hồng có nói về câu chuyện là chị Hồng đã sử dụng cái câu chuyện là ăn khế trả vàng để lên cái câu chuyện mà chắc là các bạn xem GrabFood thì các bạn thấy cái quảng cáo là thành lộc đóng mà có cái con chim vàng đấy, và cái rìu nán xuống, thì kết hợp những cái câu chuyện dân gian đó để mà lên một cái ý tưởng quảng cáo GrabFood rất là thú vị, rất là vui vẻ, hài hước, thoải mái cho người xem. Thì ở đây thì chị Hồng có chia sẻ, tức là những bạn mà học ngành văn học đấy thì các em có nhiều cái kiến thức về văn học Việt Nam, văn học thế giới, về những cái tác phẩm, cộng với cả lại là một cái tâm hồn rất là mượt mà và thú vị của các bạn học văn, thì cái môn học đấy làm cho các bạn khai thác cái nội lực như cô nói hồi nãy, thì các em cũng có thể tham gia những cái học phần này của ngành văn học ứng dụng đó. Thì cái môn học sẽ giúp cho các em tìm được những cái ý tưởng thú vị ở trong cái kho văn học Việt Nam và văn học thế giới. Ngoài ra thì ở chương trình đào tạo ngành văn cũng có những cái môn về kỹ năng viết. Kỹ năng viết thì các bạn cũng có thể tham gia để mình trau dồi thêm cái kỹ năng viết. Hồi nãy trò chơi chúng ta thấy rồi, dạ, đúng không? Vâng. Nếu có thời gian em chắc chắn sẽ tham gia. Dạ, rất vui chào đón các bạn quan hệ công chúng sang dự thính ngành văn học ha. Vâng ạ. Dạ, và một câu hỏi dành cho cô Trang. Cô Trang ơi, nếu mà một bạn trẻ rất là đam mê công việc viết nội dung thì bạn học ngành văn học ứng dụng có đủ kỹ năng làm việc đó tốt chưa ạ? Cô có lời khuyên nào cho bạn có niềm đam mê với việc viết nội dung không ạ? Viết nội dung đang là một công việc được rất nhiều bạn trẻ ưa thích, không chỉ vì nó sáng tạo, hấp dẫn, lôi cuốn, mà còn vì cái tính thời thượng và khả năng kiếm ra tiền của nó. Thì để viết nội dung tốt á, thì các bạn ngoài cái khả năng ngôn ngữ để đương nhiên rồi ha, thì những cái kiến thức văn học mà các bạn được đào tạo đó, thì các bạn sẽ phải có những cái kiến thức liên ngành bắt buộc, ví dụ như là triết học nè, tôn giáo, lịch sử, mỹ thuật, vân vân. Thì nếu như bạn nào mà có kiến thức chuyên môn vững hơn thì nội dung của các bạn sẽ sâu sắc hơn. Chúng ta cũng biết là công việc viết nội dung á, nó sẽ khi mà nó được ứng dụng vào cái sản phẩm thì thường là nó sẽ không dành cho một cái giới hàn lâm tinh hoa mà sẽ dành cho khán giả đại chúng. Như vậy các bạn cũng sẽ được các giảng viên hướng dẫn làm sao để các bạn cân bằng giữa tinh hoa và đại chúng, để làm sao là nội dung của các bạn nó vẫn sâu sắc, có sự sáng tạo độc đáo so với lại các nhà sáng tạo khác, nhưng mà vẫn có được cái tính phổ thông.
và người ta có thể hiểu được tinh thần của các bạn và follow các bạn chẳng hạn. Xin được cảm ơn cô ạ. Và học văn học ứng dụng ra trường có thể làm được nhiều công việc. Vậy thì em tò mò là sinh viên khóa 1 của ngành văn học ứng dụng, anh có thể review cho tụi em về những cái công việc hiện tại đang đảm nhiệm được không ạ? Thì anh cũng chia sẻ một chút về, đầu tiên là về công việc của bản thân anh trước. Thì hiện tại anh đang là trợ lý tuyển sinh và truyền thông của Viện Sao Đại học tại trường Đại học Văn Lang. Thì anh đang đảm nhận một số công việc như là anh sẽ tổ chức lên kế hoạch, tổ chức sự kiện, viết tin tức, tin bài cho sự kiện. Ngoài ra thì anh cũng lập một số cái kế hoạch để truyền thông nhằm gia tăng cái sự tiếp cận của Sao Đại học đến cho người học, đến tới đối tượng của mà mục tiêu của trường. Rồi đó là công việc hiện tại là của anh. Còn đối với ví dụ như những người bạn mà trong nhóm học tập của anh đi, thì hiện tại tụi anh vẫn gắn bó với nhau. Thì có những người bạn của anh hiện tại đang làm trong một số đài truyền hình ở các tỉnh, rồi có những bạn thì làm tại trong các tòa soạn báo trong lĩnh vực truyền thông marketing của các tòa soạn báo. Ngoài ra thì cũng có một số bạn rẽ hướng sang nghệ thuật, thì các bạn làm review cho phim, review sách, rồi các bạn viết những cái bài báo, những sự kiện. Cũng có một số bạn thì lại đi theo hướng sáng tác, thì anh cũng đang rất là trông đợi để có thể đọc được cái những quyển sách đầu tay của các bạn của mình. Vâng, có vẻ rất là đa dạng luôn đúng không anh? Thế là các em có những cái thắc mắc gì về nghề của mình không? Mình có thể đặt câu hỏi luôn. Chắc là mời Đạt trước ha. Đạt, em có câu hỏi không em? Dạ, cho em hỏi hai cô và nghĩa là trong 4 năm mình học văn học ứng dụng thì mình có thể tìm kiếm được cái công việc nào để mình có thể tích lũy thêm kinh nghiệm của mình và đồng thời có thể kiếm thêm một chút xíu thu nhập, và mình sẽ làm thế nào để ứng tuyển vào những cái công việc đó? Những công việc làm thêm mà vừa tích lũy kinh nghiệm vừa có thêm thu nhập đúng không? Yeah. Với câu hỏi này thì chắc chắn là anh Nghĩa người gần nhất, xin mời anh Nghĩa trả lời ạ. Với câu hỏi của em, thực sự nó là một cái việc mà tất cả các bạn trẻ hoặc các bạn học sinh đang rất là quan tâm về cái hành trình xét tuyển đại học 4 năm của mình. Thì với chia sẻ thật lòng, đây là cái kinh nghiệm của bản thân anh. Thì anh bắt đầu chọn học ngành văn tại trường Đại học Văn Lang. Rồi công việc đầu tiên anh bắt đầu làm một cộng tác viên viết tin bài cho phòng tuyển sinh và truyền thông của trường mình. Thì tại phòng tuyển sinh và truyền thông em sẽ được học nhiều kỹ năng. Đầu tiên là viết những tin bài phỏng vấn, tin bài báo, những cái tin của sự kiện. Rồi ngoài ra thì em có thể tham gia để quay những cái số, những cái talk show, hay là ghi hình những cái clip nhỏ, những cái hoạt động của trường để tạo ra các ấn phẩm truyền thông để đưa lên trên mạng xã hội để có thể giới thiệu trường hoặc là giới thiệu các ngành nghề đến với các bạn của mình. Đây là cái công việc đầu tiên mà anh trải nghiệm tại trường. Rồi công việc thứ hai là anh nghĩ nếu như mà các bạn thích đọc sách, cho các bạn đam mê đọc sách, thì các bạn cũng có thể ứng tuyển tại thư viện. Tại vì ở đó, nơi đó các bạn sẽ được làm nhiều công việc liên quan tới sách vở, các bạn sẽ biết cách phân loại sách vở, hoặc là các bạn có thể tiếp cận được với những nguồn sách, những nguồn tài liệu quý báu của nhà trường đang lưu giữ. Thì anh nghĩ đó cũng là một cái công việc làm thêm mà nó có thể giúp cho em có thể phát triển thêm về các kỹ năng đọc hoặc là kỹ năng tiếp cận với nguồn tài liệu của mình. Và đặc biệt một cái là tất cả các hoạt động làm thêm tại trường Đại học Văn Lang đều được trả phí, nên là em có thể không cần phải lăn tăn là mình phải tìm kiếm công việc ở bên ngoài, có thể phải gặp va bắp với cuộc sống, thì em có thể làm trực tiếp ngay tại trường, có thể học tập và phát triển bản thân ngay tại trường luôn. Đó là cái mà anh đã chọn khi mà anh chọn học ở Văn Lang. Đó là trải nghiệm của anh. Vừa rồi thì anh Nghĩa đã cung cấp cho em rất là nhiều những cái thông tin công việc đúng không, rất là hay, và không cần đi đâu xa hết, mình chỉ ở lại trường Đại học Văn Lang thôi. Cô nghĩ là ngoài ra thì các em cũng có thể thực tập cái hướng nghề nghiệp mà các em yêu thích, chẳng hạn như là chúng ta có các cái hướng ứng dụng về truyền thông, báo chí, về quan hệ công chúng, hay là về nghệ thuật, ví dụ như là sân khấu, điện ảnh. Thì thực ra là từ năm 2 là chúng ta đã bắt đầu học những cái môn về nhập môn liên ngành rồi, chúng ta đã có những cái kiến thức và những cái kỹ năng cơ bản, thì chúng ta có thể làm thêm những cái công việc ở các cái doanh nghiệp hoặc là các cái đơn vị sản xuất nghệ thuật nè. Đó, thì chúng ta có thể làm thêm những cái công việc phụ các cái ekip sản xuất nghệ thuật, hoặc là chúng ta có thể viết phần content được rồi, tại vì chúng ta đã học nhập môn và chúng ta đã có cái kỹ năng viết ở cái năm 2 rồi đó. Đó, thì chúng ta bắt đầu bóc tách cái công việc từ đấy, và cô nghĩ là mình vừa làm cái công việc, mình vừa trải nghiệm cái văn hóa ở bên ngoài, rồi mình vừa gia tăng cái kỹ năng viết ở trên thực tế đó, rồi ở trong trường mình lại gia tăng kiến thức và kỹ năng thêm nữa, thì cô nghĩ là cái điều đấy rất là cần thiết. Một số bạn cựu sinh viên cùng khóa với Nghĩa bây giờ ra trường rồi,
đến cái lúc mà các bạn đi thực tập thì các bạn là có được đơn vị thực tập luôn, thậm chí là các bạn còn deal với các cái nhà tuyển dụng á, các bạn deal rằng là mình phải được nhận lương mức lương bao nhiêu đó, và có nhiều cái chỗ để cho bạn chọn cái đơn vị thực tập á, để bạn cân nhắc giữa cái đơn vị nào mà nó phù hợp với cái hướng đi công việc tương lai. Và bạn có chia sẻ đó là tốt nhất là mình nên đi làm thêm tất nhiên là ở một mức độ nhất định nào đó để kiếm chút xíu, giống như là em đúng không, mình nên, nhưng mà điều quan trọng đó là mình được cho rồi cái kinh nghiệm, cái kỹ năng nghề nghiệp á. Điều đấy rất là cần thiết cho cái thời gian mà mình cho những cái năm sau khi mình ra trường ấy đó. Nghĩa mà cô nghĩ rằng là Nghĩa thì làm thêm thì rất là sớm đúng không, bạn làm kỹ năng viết đó, bạn vừa là tổ chức cái câu lạc bộ văn học này, bạn vừa tham gia vào phòng truyền thông viết liên tục luôn các cái thể loại bài đưa tin này đó. Và sau khi ra trường thì cô nghĩ rằng đó là một trong những cái kênh để Trường Văn Lang có thể lựa chọn chọn Nghĩa ở lại là làm những cái công việc. Và bây giờ là bạn vẫn đang phụ trách cái mảng là truyền thông rồi viết duyệt tin duyệt bài đó, thì cô nghĩ làm thêm chính là một cơ hội à, tất nhiên là mình cân bằng với cái việc học tập của mình. Trong một môi trường năng động và cơ sở vật chất tốt như là Trường Đại học Văn Lang thì ban tư vấn có lời khuyên nào dành cho các thế hệ Gen Z có năng khiếu và yêu thích ngành văn học sẽ phát triển được hết tất cả những năng lực có của mình, hiện có của mình không ạ? Em xin mời cô Trang. Ở Trường Văn Lang thì như chúng ta cũng biết là cơ sở vật chất rất là tốt và có nhiều những cái phòng máy tính hiện đại, thì cô nghĩ là các bạn nên tận dụng tối đa hệ thống thư viện bao gồm thư viện sách và thư viện máy tính. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể hòa nhập vào những cái hoạt động cộng đồng hiện nay rất là nổi bật, ví dụ như là các bạn có thể tự sáng tạo cho mình một cái trang mạng xã hội, một cái fanpage hay là một cái kênh riêng, kênh TikTok, kênh YouTube chẳng hạn. Thì khi mà các bạn có được một cái động cơ, một cái mục tiêu á, thì các bạn sẽ cảm thấy là mình cần tích lũy càng ngày càng nhiều kiến thức hơn. Và như thế thì ngoài cái việc là các bạn sử dụng những cái phương tiện, những cái vật chất mà Trường Văn Lang có đó, thì các bạn cũng sẽ góp phần sáng tạo thêm những cái phương pháp học tập. Và các bạn hoàn toàn có thể tận dụng, ví dụ như là theo cô được biết là trường ta có tạp chí Sinh viên Văn Lang nè, rồi có những cái phòng truyền thông, và các bạn có thể đưa những cái phương pháp của mình tiếp cận gần với nhiều sinh viên hơn, cũng như là tham gia những cái hoạt động đội nhóm. Và chúng ta cũng có những cái sân khấu lớn, như chúng ta có hội trường Trịnh Công Sơn, chúng ta có hội trường N2T1 vân vân, thì rất là thích hợp để các bạn tham gia biểu diễn hoặc là tổ chức sự kiện. Và cô cũng biết rằng là hàng năm thì một số khoa có những cái kỳ thi, những cái cuộc thi tài khác nhau, và sinh viên ngành này có hoàn toàn có thể tham gia vào những cuộc thi này của ngành khác, chứ không nhất thiết phải là trong từng ngành mới được tham gia. Thì có rất nhiều những cái thao tác hoạt động cũng như là phương pháp học tập để giúp các bạn có thể trở nên năng động, tự tin hơn, và đồng thời các bạn cũng sẽ tận dụng tối đa những cái kiến thức mà mình đã được học. Và cảm ơn những chia sẻ từ cô Trang rất là nhiều. Và hôm nay đặc biệt là có bạn Nhật. Dù bạn Nhật là sinh viên của ngành quan hệ công chúng, nhưng mà bạn Nhật lại có một cái niềm đam mê và quan tâm đối với văn học, và đặc biệt là quan tâm đến ngành văn học ứng dụng. Thì cho chị hỏi là suốt một năm mình học tại Văn Lang, thì trong những cái trải nghiệm một năm đó em thấy điều gì em cảm giác tuyệt vời nhất? Đối với em thì thực ra chỉ trải qua nửa kỳ thôi, nửa kỳ đầu là online. Mặc dù chỉ mới nửa một học kỳ thôi, nhưng mà em cảm giác trường mình rất là tuyệt vời. Nếu mà cho em chọn điều tuyệt vời nhất, em chọn không ra. Cái điều gì mà ấn tượng nhất đối với em? Ấn tượng chắc là em được gặp rất nhiều bạn sinh viên tuyệt vời. Không biết là khoa khác như thế nào, nhưng mà khi mà được hòa mình trong các sinh viên của khoa PR thì em thấy các bạn rất là lửa, một từ là lửa, năng động, và bạn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người. Và em cũng rất là thích cái tinh thần của sinh viên khoa mình, mà chắc chắn là không chỉ khoa PR mà toàn thể sinh viên của Văn Lang đều rất năng động, rất tích cực và rất máu lửa. Cho nên là nếu như mà các em sinh viên K28, tân sinh viên K28 có muốn trở thành một phần của ngọn lửa Văn Lang thì các em cứ vào đây nha. Các anh chị sẵn sàng đón chào các em. Và chính điều đó làm cho em cảm thấy có động lực hơn. Dạ đúng rồi ạ. Với Đạt thì chị có tò mò là tại sao em lại chọn ngành học văn học ứng dụng tại Trường Đại học Văn Lang? Tại vì một phần là chắc chắn là em thích văn, cho nên là em sẽ phải chọn văn để theo cái đam mê của mình, theo cái khả năng của mình. Và em muốn sử dụng cái đam mê đó, muốn dùng cái đam mê đó, những cái kỹ năng mà mình vốn có đó, sau này không chỉ là làm trong công việc mà mình yêu thích, mà mình còn góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn.
Có lẽ trước đây khi mà nhắc đến văn học thì nhiều người cứ nghĩ là đây là một bộ môn rất là truyền thống và nó có tính chất mơ mộng, không có được thực tế. Nhưng mà điều làm cho tôi tự hào nhất về ngành văn học ứng dụng đó là khi mà chúng ta được tiếp cận với ngành văn học ứng dụng rồi thì chúng ta sẽ thấy được rõ ràng sự khác biệt giữa cái văn học thuần túy và văn học ứng dụng. Và chúng ta sẽ thấy được văn học sống như thế nào trong thời đại hôm nay, mối liên hệ của nó với những ngành nghề tưởng chừng như là không liên quan. Ví dụ chúng ta nghĩ là văn học có thể ứng dụng như thế nào vào y khoa, vào các vấn đề tâm lý học, tâm thần học ngày nay. Mà chúng ta thấy là văn học nếu như chúng ta biết cách ứng dụng nó thì cái biên độ của nó vô cùng rộng rãi và sự liên đới của nó với các ngành nghề hiện đại lẫn truyền thống đó, đó là một cái thế mạnh mà tôi nghĩ là ngành văn học truyền thống có thể là sẽ không cạnh tranh với văn học ứng dụng trong cái trường hợp này. Cái chương trình của ngành văn đang đóng góp vào việc đổi mới cái hướng đào tạo và cái phương pháp đào tạo văn học ở bậc đại học. Và một cái điểm nữa khi nói về ngành văn học ứng dụng đó là cô cảm thấy rất là tự hào về các cái khóa sinh viên của cô. Đều là những bạn thông minh và là những cái người rất là có những cái phẩm chất rất là đáng quý. Chẳng hạn như là bạn rất là tử tế, bạn rất là lễ độ. Và cô nghĩ rằng đó là những cái phẩm chất rất là cần thiết trong cái môi trường làm việc mà các nhà tuyển dụng họ cũng rất là ưu ái cái điều đấy. Dạ, xin được cảm ơn cô. Và anh ơi, anh nghĩ anh có thể chia sẻ điều tự hào nhất khi mình nói về ngành văn học ứng dụng được không ạ? Đối với anh, điều tự hào nhất khi mà được học tại ngành văn học ứng dụng của trường mình thì anh nghĩ là tại ngành học này anh đã có thể vận dụng hết tất cả những cái tri thức, những cái sách vở, những cái kiến thức mà mình từng có trước đó. Mình nghĩ nó chỉ là một cái thú vui của anh là thích đọc sách, thì sau này khi anh học được ngành văn học thì anh cảm thấy là mình có thể vận dụng được rất nhiều những kiến thức mà mình đã đọc từ trong sách áp dụng vào những câu chuyện, những cái nội dung, những cái sáng tạo, ngay cả hay cả những cái sự kiện mà mình viết ra, tất cả đều có thể vận dụng những cái hình tượng, những câu chuyện của văn học. Và từ đó anh cảm thấy rất tự hào ở cái việc là bản thân mình đã biết đi một con đường mới, tạo ra một những cái mới, dù được viết trên những bản những cái cũ nhưng nó không phải là cái cũ, nó thật sự một cái mới, rất hoàn toàn rất mới. Và anh cảm thấy tất cả những cái gì mà anh đã được học tại ngành học này nó đã giúp cho anh tỏa sáng và trở nên hoàn thiện như ngày hôm nay. Và qua những lời của cô, hai cô và anh Nghĩa là em cảm giác em rất là tự hào khi mình là sinh viên của ngành văn học ứng dụng. Ngày hôm nay chúng ta đã có một cuộc trò chuyện vô cùng cởi mở và thân thiện về ngành văn học ứng dụng. Và không biết là ban cố vấn có thể chia sẻ thêm cùng với bạn Đạt, bạn Nhật và các bạn đang theo dõi chương trình về những cái mong muốn theo đuổi ngành văn học ứng dụng và sáng tạo nội dung nữa không ạ? Cô nghĩ là nếu mà các em yêu văn học thì tất nhiên là các em nên chọn ngành văn. Nếu như các em muốn trở thành một cái người sáng tạo nội dung thì các em cũng có thể chọn ngành văn, hoặc là các em có thể chọn ngành quan hệ công chúng. Hồi nãy thì chúng ta đã nói rồi đúng không? Hai ngành có một mối quan hệ rất là gần với nhau. Và tất nhiên thì ngành văn sẽ giúp cho các em khai thác được nhiều cái thế mạnh của cái người học văn trong việc thể hiện nội dung và cái công việc viết lách của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta chọn ngành quan hệ công chúng hay là chúng ta chọn ngành văn học ứng dụng hay là một ngành nào đi chăng nữa thì trước hết chúng ta phải có cái tình yêu đối với cái ngành ấy. Tức là chúng ta phải có niềm đam mê. Giờ đây chúng ta học ở trong trường đại học thì cô nghĩ rằng cái niềm đam mê ban đầu đấy nó có thể vơi dần đi, bởi vì rất nhiều những cái yếu tố chủ quan và khách quan. Nhưng mà chúng ta phải làm cho mình có được một cái sự nhẫn nại, mình phải nhẫn nại với bản thân mình phải nhẫn nại để vượt qua những cái cản trở để mình theo đuổi cái niềm đam mê với văn học hay là với cái công việc viết content. Và một cái điều nữa cô nghĩ rằng là nếu mà mình đã yêu mến một cái gì đấy và mình đã nhẫn nại theo đuổi nó thì rồi tới đây công việc sẽ rộng cửa đón chúng ta. Và nếu chúng ta cũng nhiệt huyết với công việc như vậy thì những cơ hội khác nó sẽ mở rộng đối với chúng ta. Xin được cảm ơn cô. Với cái từ khóa đặc biệt của cô Gắm dành cho tất cả các bạn thì là từ nhẫn nại, thì anh nghĩ là anh sẽ bổ sung thêm một chút. Đó là ngoài việc sự nhẫn nại trong cái hành trình chọn đi theo cái mục tiêu cao nhất trong cái quá trình học đại học của mình, thì anh nghĩ các bạn nên giữ cho mình một lòng nhiệt huyết thật lớn. Bởi vì nếu như các bạn có nhẫn nại thì các bạn cần phải có thêm nhiệt huyết nữa thì các bạn mới có thể đi đến được cái đích cuối cùng. Và ngoài sự nhiệt huyết thì anh nghĩ là các bạn nên có thêm cho mình một cái đức tính rất là đặc biệt của trường học Văn Lang, đó là sự sáng tạo. Chúng ta luôn luôn sáng tạo, chúng ta phải tạo ra những cái mới, chúng ta phải không ngừng phát triển để chúng ta mỗi ngày trở nên tốt hơn. Ở đây anh cũng chúc cho tất cả các bạn đang xem chương trình
thì anh chúc cho các bạn luôn giữ được lửa đam mê của mình, luôn luôn nhẫn nại, kiên trì theo đuổi cái đam mê của mình, và chúc tất cả các bạn sẽ đạt được nhiều thành công. Vâng, xin được cảm ơn cô Gắm, cô Trang, anh Nghĩa và hai bạn Ngọc Đạt cũng như là tất cả các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và chúc cho hai bạn cùng với các bạn học sinh đang theo dõi sẽ sớm tìm được ngành học cũng như là lĩnh vực phát huy được hết đam mê của mình, niềm yêu thích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Welcome to Văn Lan. Điều mình tâm đắc nhất vào cái buổi ngày hôm nay là mình thấy là không gian của cái buổi trò chuyện ngày hôm nay rất là đẹp và rất là thân tình. Mình đã dạy ở đây nhiều lần ở tầng F của trường Văn Lang. Nhưng mà hôm nay thì mình có cái dịp để biết là buổi tối thì không gian ở trường Văn Lang lại có thể là lung linh và lãng mạn như thế này, rất phù hợp với buổi nói chuyện về văn học. Còn bản thân tôi thì đây là lần đầu tiên tôi làm công tác truyền thông về một số thông tin của ngành văn học ứng dụng cho các bạn học sinh đang có cái ý tưởng chọn ngành văn học ứng dụng. Và tôi cảm thấy chương trình này rất là thiết thực, gần gũi cũng như là cách thực hiện hiện đại và thông minh. Đối với mình thì mình cảm thấy đây là một cái chương trình rất là đặc biệt, khi mà mình là sinh viên khóa đầu tiên của ngành văn học và ngay tại đây mình được gặp một cái bạn sẽ trở thành sinh viên cũng bước vào ngành văn học, và bạn là sinh viên khóa thứ năm. Điều này cho thấy là ngành văn học ứng dụng tại trường học Văn Lang đã đi được 1/2 thập kỷ và nó đã được các bạn trẻ ngày càng biết đến nhiều hơn và được mọi người quan tâm nhiều hơn, và đây là một điều mình cảm thấy rất là vui mừng và tự hào trong ngày hôm nay.